Này thiện hiện, vì sắc chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc. Sắc tức là bản tánh không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng khác bản tánh không chẳng khác thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức tức là bản tánh không tức là thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhãn xứ tức là bản tánh không tức là nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tức là bản tánh không tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc xứ tức là bản tánh không tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác thanh hương vị xúc pháp xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ tức là bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhãn giới tức là bản tánh không tức là nhãn giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới tức là bản tánh không tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Này thiện hiện, vì sắc giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc giới tức là bản tánh không tức là sắc giới. Thanh hương vị xúc pháp giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác thanh hương vị xúc pháp giới. Thanh hương vị xúc pháp giới tức là bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp giới. Này thiện hiện, vì nhãn thức giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhãn thức giới tức là bản tánh không tức là nhãn thức giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới tức là bản tánh không tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Này thiện hiện, vì nhãn xúc chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhãn xúc. Nhãn xúc tức là bản tánh không tức là nhãn xúc. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc tức là bản tánh không tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Này thiện hiện, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng khác bản tánh không chẳng khác các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra tức là bản tánh không tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra chẳng khác bản tánh không chẳng khác các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra tức là bản tánh không tức là các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra. Này thiện hiện, vì địa giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác địa giới tức là bản tánh không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác thủy hỏa phong không thức giới. Thủy hỏa phong không thức giới tức là bản tánh không tức là thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện, vì nhân duyên chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhân duyên tức là bản tánh không tức là nhân duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên, tăng thượng duyên chẳng khác bản tánh không chẳng khác đẳng vô gián duyên, sở duyên, tăng thượng duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên, tăng thượng duyên tức là bản tánh không tức là đẳng vô gián duyên, sở duyên, tăng thượng duyên. Này thiện hiện, vì các pháp từ duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không chẳng khác các pháp từ duyên sanh ra. Các pháp từ duyên sanh ra tức là bản tánh không tức là các pháp từ duyên sanh ra. Này thiện hiện, vì vô minh chẳng khác bản tánh không chẳng khác vô minh. Vô minh tức là bản tánh không tức là vô minh.
hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa tức là bản tánh không, bản tánh không tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tức là bản tánh không, bản tánh không tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, về pháp không nội chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác pháp không nội. Pháp không nội tức là bản tánh không tức là pháp không nội. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh, chẳng khác bản tánh không, bản tánh không, chẳng khác pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh, tự tánh, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh tức là bản tánh không, bản tánh không tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh, tự tánh. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là bản tánh không, bản tánh không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tức là bản tánh không, bản tánh không tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ chẳng khác bản tánh không chẳng khác thánh đế khổ. Thánh đế khổ tức là bản tánh không tức là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng khác bản tánh không chẳng khác thánh đế tập diệt đạo. Thánh đế tập diệt đạo tức là bản tánh không tức là thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn tịnh lự. Bốn tịnh lự tức là bản tánh không tức là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc tức là bản tánh không tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, vì tám giải thoát chẳng khác bản tánh không chẳng khác tám giải thoát. Tám giải thoát tức là bản tánh không tức là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ tức là bản tánh không tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, vì pháp môn Đà La Ni chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp môn Đà La Ni. Pháp môn Đà La Ni tức là bản tánh không tức là pháp môn Đà La Ni. Pháp môn Tam Ma Địa chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp môn Tam Ma Địa. Pháp môn Tam Ma Địa tức là bản tánh không tức là pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát không tức là bản tánh không,
Bản tánh không tức là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là bản tánh không tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, vì bậc cực hỷ chẳng khác bản tánh không chẳng khác bậc cực hỷ. Bậc cực hỷ tức là bản tánh không tức là bậc cực hỷ. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng khác bản tánh không chẳng khác bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân tức là bản tánh không tức là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện, vì năm loại mắt chẳng khác bản tánh không chẳng khác năm loại mắt tức là bản tánh không tức là năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng khác bản tánh không chẳng khác sáu phép thần thông. Sáu phép thần thông tức là bản tánh không tức là sáu phép thần thông. Này thiện hiện, vì mười lực Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác mười lực Phật. Mười lực Phật tức là bản tánh không tức là mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, vì 32 tướng đại sĩ chẳng khác bản tánh không chẳng khác 32 tướng đại sĩ. 32 tướng đại sĩ tức là bản tánh không tức là 32 tướng đại sĩ. 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng khác bản tánh không chẳng khác 80 vẻ đẹp phụ thuộc. 80 vẻ đẹp phụ thuộc tức là bản tánh không tức là 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp không quên mất. Pháp không quên mất tức là bản tánh không tức là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng khác bản tánh không chẳng khác tánh luôn luôn xả. Tánh luôn luôn xả tức là bản tánh không tức là tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng khác bản tánh không chẳng khác trí nhất thiết. Trí nhất thiết tức là bản tánh không tức là trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng khác bản tánh không chẳng khác trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là bản tánh không tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, vì quả dự lưu chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả dự lưu. Quả dự lưu tức là bản tánh không tức là quả dự lưu. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác tức là bản tánh không tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng khác bản tánh không chẳng khác tất cả hạnh đại Bồ Tát. Tất cả hạnh đại Bồ Tát tức là bản tánh không tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Nên các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quán tất cả pháp đều bản tánh không chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Này thiện hiện, vì lìa bản tánh không, không có một pháp nào là thật, là thường, có thể hoại, có thể đoạn. Trong bản tánh không cũng không có một pháp nào là thật, là thường, có thể hoại, có thể đoạn. Chỉ có những kẻ ngu si mê muội điên đảo mới khởi tưởng sai khác, đó là chấp sắc khác bản tánh không, chấp thọ tưởng hành thức khác bản tánh không,
hoặc chấp nhãn xứ khác bản tánh không, hoặc chấp nhĩ tý thiệt thân ý xứ khác bản tánh không, hoặc chấp sắc xứ khác bản tánh không, hoặc chấp thanh hương vị xúc pháp xứ khác bản tánh không, hoặc chấp nhãn giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhĩ tý thiệt thân ý giới khác bản tánh không, hoặc chấp sắc giới khác bản tánh không, hoặc chấp thanh hương vị xúc pháp giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhãn thức giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhĩ tý thiệt thân ý thức giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhãn xúc khác bản tánh không, hoặc chấp nhĩ tý thiệt thân ý xúc khác bản tánh không, hoặc chấp các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra khác bản tánh không, hoặc chấp các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra khác bản tánh không, hoặc chấp địa giới khác bản tánh không, hoặc chấp thủy hỏa phong không thức giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhân duyên khác bản tánh không, hoặc chấp đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khác bản tánh không, hoặc chấp các pháp từ duyên sanh ra khác bản tánh không, hoặc chấp vô minh khác bản tánh không, hoặc chấp hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não khác bản tánh không, hoặc chấp bố thí ba la mật đa khác bản tánh không, hoặc chấp tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa khác bản tánh không, hoặc chấp pháp không nội khác bản tánh không, hoặc chấp pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh khác bản tánh không, hoặc chấp bốn niệm trụ khác bản tánh không, hoặc chấp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo khác bản tánh không, hoặc chấp thánh đế khổ khác bản tánh không, hoặc chấp thánh đế tập diệt đạo khác bản tánh không, hoặc chấp bốn tịnh lự khác bản tánh không, hoặc chấp bốn vô lượng, bốn định vô sắc khác bản tánh không, hoặc chấp tám giải thoát khác bản tánh không, hoặc chấp tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ khác bản tánh không, hoặc chấp pháp môn đà la ni khác bản tánh không, hoặc chấp pháp môn tam ma địa khác bản tánh không, hoặc chấp pháp môn giải thoát không khác bản tánh không, hoặc chấp pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện khác bản tánh không, hoặc chấp bậc cực hỷ khác bản tánh không, hoặc chấp bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân khác bản tánh không, hoặc chấp năm loại mắt khác bản tánh không, hoặc chấp sáu phép thần thông khác bản tánh không, hoặc chấp mười lực Phật khác bản tánh không, hoặc chấp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng khác bản tánh không, hoặc chấp 32 tướng đại sĩ khác bản tánh không, hoặc chấp 80 vẻ đẹp phụ thuộc khác bản tánh không, hoặc chấp pháp không quên mất khác bản tánh không, hoặc chấp tánh luôn luôn xả khác bản tánh không, hoặc chấp trí nhất thiết khác bản tánh không, hoặc chấp trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng khác bản tánh không, hoặc chấp quả dự lưu khác bản tánh không, hoặc chấp quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác khác bản tánh không, hoặc chấp tất cả hạnh đại Bồ-Tát khác bản tánh không, hoặc chấp quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật khác bản tánh không. Này thiện hiện, các phàm phu ngu si ấy, chấp các pháp khác bản tánh không rồi, chẳng như thật biết sắc, chẳng như thật biết thọ tưởng hành thức, vì do chẳng biết nên chấp trước sắc, chấp trước thọ tưởng hành thức, vì do chấp trước nên đối với sắc, chấp có ngã và ngã sở, đối với thọ tưởng hành thức, chấp có ngã và ngã sở, vì do vọng chấp nên đắm vào vật trong ngoài, thọ nhận sắc thọ tưởng hành thức của thân sau, do đó chẳng có thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu buồn khổ não của các thú, qua lại ba cõi luân chuyển vô cùng. Do nhân duyên ấy, các đại Bồ Tát an trụ bản tánh không ba la mật đa, tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp thọ sắc, cũng chẳng hoại sắc, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ thọ, thọ